Tối cuối tuần lại làm thơ và đọc tặng chị Hằng đi các bạn ơi. Anh hùng ngự đất Bình Dương, vốn dòng họ Nguyễn đệm Phương tên Hằng. Kinh doanh thành quả ai bằng, cân bìa đỏ đong hộp xoàn kim cương. Lòng nhân ái chí minh tường, đã yêu Tổ quốc lại thương dân thường. Ló dân vất vả làm đường, vì trí tuệ chị xây trường khang trang. Giao thông tai nạn trên đường, vào bệnh viện quỹ giờ vàng cứu nguy. Bệnh dịch chị cấp oxy, chuyển vào dã chiến chẳng suy tính gì. Trẻ em thời khắc nan nguy, nguồn tim trồng rậm từng ly máu hồng. Trường Sa chị tặng cánh rừng, vì sức mạnh giữ vững vàng Việt Nam. Dân thương yêu kính vô ngàn, cầu mong chị vượt muôn vàn gian truân. Dù bao khúc nạn cõi trần, chung sinh tròn vẹn sáng ngần nước non. Em chúc chị Hằng mạnh khỏe, hỏi thăm Phan Trinh ấy nha. Xin chào, hẹn gặp tiếp sau nha.